Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới và trở thành một nhà khảo cổ học. Sau đó mình sẽ đi đào những cái hóa thạch cổ xưa. Và mục đích chính của mình là sẽ triệu hồi ra những loài khủng long đã bị tuyệt chủng. Và sau đó xây dựng một cái công viên toàn là khủng long và mình sẽ gọi đó là công viên khủng long dành riêng cho mình ha. Và cái hành trình này thì có vẻ sẽ khá là gian nan đó. Tại vì mình phải đi tìm tất cả các loại hóa thạch của tất cả các loài khủng long hết. Và đó là một cái công đoạn khá là phức tạp ấy. Nên là bây giờ mình phải cố gắng khởi đầu cho thật là suôn sẻ mới được. Và cái chỗ mình xuất hiện thì mình thấy nó cũng tương đối là ok vì nó cạnh một cái cánh rừng nhiệt đới nè. Là mình đã có được một chút thức ăn từ những trái dưa hấu ở đây nè. Cũng tốt. Mình sẽ qua đây để lấy dưa hấu luôn. Cú đói được rồi đó. Sau này ví dụ mà khó khăn quá thì mình cũng có thể trồng dưa hấu và ăn qua ngày cũng được. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy gỗ và chế tạo ra những cái dụng cụ cơ bản cho công việc sinh tồn của mình trước tiên cái đó. Đầu tiên là một cái cây cúp để một tí mình đi lấy đá, thêm với một cây rêu để phòng thân thôi. Không biết gần đây nó có cái hang nào không ta, để mình nghía nghía thử. Có vẻ gần chỗ mình thì không có hang rồi. Nhưng mà ở đây có đá nè. Thôi được, lấy tạm cũng được. Để mình nâng cấp lên dụng cụ đá đào cho nó nhanh hơn. Mình sẽ có được một cây cúp bằng đá. Chắc ngày đầu tiên thì mình sẽ ưu tiên cái việc đó chính là mình tìm một cái nơi định cư trước đi. Tại vì mình định cư xong rồi mình mới kiểu như tập trung chuyên môn vào việc đi tìm hóa thạch được. Đó cũng là một ý kiến hay đó. Ui mà cái gì ấy? Ở dưới nước đang là hình như là những con cá piranha thì phải. Yêu. Nó còn bắn ra những cái đòn tấn công gì ghê vậy cơ. Ui ghê vậy. Chưa gì là mình thấy hơi vất vả rồi đó nha. Nhưng mà được cái bên đây có rất là nhiều sói nè. Nhỡ sau này mình có xương là mình có thể thuần phục được á. Cũng ok. Ý. Và ở đây. Mình tìm ra được một chỗ của những cái người khảo cổ học đi trước nè. Đây là cái khu đào hóa thạch. Và đây, đây có hóa thạch luôn, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có cúp xịn để có thể đào ra được. Wow. Và đây là chắc là nhà của người khảo cổ học hay sao nè. Ơ kìa. Đúng rồi. Wow. Nhà khảo cổ học này sẽ bán cho mình cái gì đây? Hóa thạch. Vậy là mơ mốt mình có tiền á, có ngọc lục bảo thì mình sẽ qua đây để mình mua hóa thạch từ người này cũng ok này. Hợp lý nha. Rồi tạm thời để người đó ở ngoài đi. Mình sẽ tiếp tục đi để tìm một cái hang nào đó để sớm nâng cấp dụng cụ rồi đào hóa thạch chứ. Bây giờ gặp hóa thạch mà chưa đào được thì cũng hơi tiếc ấy. Và trong cánh rừng này mình thấy rất là nhiều sói luôn á nha. Ở đây là đàn sói thứ hai mình gặp được rồi nè. Cha cha. Hang có vẻ hơi khó tìm ấy nhờ. Đi hết cánh rừng mà không thấy bất kỳ một cái hang nào luôn. Để mình thử qua vùng đồng bằng coi. Coi có khá hơn không. Qua vùng đồng bằng có vẻ khá hơn rồi nè. Chưa gì mình đã gặp được một cái hang nhỏ rồi. Tiềm năng nha. Có xác không? Yêu. Không có xác và có cả hóa thạch nữa nè. Mình đã gặp được hai chỗ hóa thạch rồi mà chưa có đào được, tức ghê luôn. Đây là một cái nhà bỏ hoang của ai nữa nè. Ồ, cái nhà này nhiều khi mình trùng tu lại mình ở cũng ok đó chứ. Cái nó có cái khung sẵn rồi. Được đó nha. Bên đây cũng có thêm một cái nhà nữa, nhưng mà cái nhà này có vẻ không có bỏ hoang cho lắm. Nhìn nó khá là mới luôn. Ồ, có lò nung các thứ đâu nè. Bỏ túi. Còn có giường ngủ nữa. Ai cha. Và còn cho mình thêm đồ nữa cơ. Có vài thứ mình có thể lấy được nè. Nhưng mà mình vẫn sẽ không quên đi tìm hang để đào sắt đâu. Có đi nào, có sắt đi nào. Wow, trong đây nhiều hóa thạch quá đi. Ê. Ôi thôi xong rồi, mình gặp con xương dân chơi rồi. Bình tĩnh. Ây da.
Gặp con sương là hơi ráng nha. Ôi ở đây nó có cái lồng spawner luôn này. Nguy hiểm vậy. Nhưng mà đánh đổi thôi. Tuy hơi nguy hiểm nhưng mà sau khi mình dọn hết cái đám này, mình sẽ loot được hai cái rương bên trong ấy. Để coi nào, để coi nào. Rương nó sẽ cho mình một chút sắt. Ừ, bột phượng hoàng là bột gì vậy? Công dụng của nó là gì? What? Mình tạo ra được trứng phượng hoàng luôn á. Wow, cái này mới nha. Cái này là nâng cấp cái kho đồ. Thiệt không? Được cái gì? Ấy. What? Mình ăn một cái bánh thôi mà nó cho mình thêm một cái kho đồ ở phía bên trên nữa nè. Wow, xịn vậy. Cái bánh xịn xò. Rồi thuốc biến về cái điểm hồi sinh của mình. Wow, và có một vài cái bùa nữa chứ. Hay 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 nha. Ok, nói chung thì cái ngục tối đầu tiên mình thấy khá là ổn áp đó. Nhưng mà bây giờ mình cần phải đi lấy than để tí có gì mình cần. Ủa cái gì? Ủa what? Ủa, mình có nhìn nhầm vậy? Ủa sao bây giờ mình đi lơ lửng được rồi vậy? Nè. Ơ? What the heck? À, là do cái bùa này. À, mình biết rồi, do cái bùa này mình có thể di chuyển đi trên không luôn. Ồ, bảo sao mình thấy mình cứ lơ lửng kiểu gì á. Ra là vậy. Rồi, bây giờ thì mình đã lấy được một ít than rồi. Ồ, có sắt ở đây nữa nè. Suýt nữa thì bỏ qua mất rồi. Tập trung chuyên môn, lấy đồ thôi. Cái gì đây, cái kiếm gì nó ghê vậy. Ui, có đánh mình không vậy? Ây da, có. Ui. Ui, có ma. Ai. Nguy hiểm vậy, những cái cây kiếm rồi cây rìu, các thứ đồ nó lơ lửng vậy, thế vậy thôi mà nó đánh mình đau phết đấy. Rồi lấy sắt đi. Xíu còn nâng cấp lên cúp sắt rồi đào hóa thạch nữa. Đây, có sắt nữa nè. Rồi, mình sẽ đặt cái lò nung xuống rồi mình nung sắt ra liền luôn. Chuẩn bị đi chế tạo cúp sắt rồi đào hóa thạch nè. Gặp quá trời hóa thạch nãy giờ. Ồ, dưới này nó còn công trình nữa à. À, được quá ca. Được đấy. Mình sẽ đào hoàn chút hóa thạch đi rồi hẳn khám phá công trình sao. Dù sao thì công việc chính của mình vẫn là nhà khảo cổ học ấy. Đi đào hóa thạch thôi. Mình sẽ dành ra ba cái phôi sắt đầu tiên để làm cây cúp. Rồi giờ coi đào hóa thạch được chưa. Đấy. Giờ mình đã có thể đào được hóa thạch rồi. Ui. Trời đất ơi, cái chỗ đầu tiên không cho mình bất kỳ một cái hóa thạch xịn nữa hết. Cái này mình phân tích ra được có mấy mầm cây thôi. Chưa có mẫu hóa thạch nào ok hết nha. Để lên trên coi. Coi ở trên này nó có khá khẩm hơn là bao hay không. Ờ, à, đây rồi. Mình phải có những cái hóa thạch này nè. Đây, biofossil mình sẽ cần những cái đó để có thể tạo ra được những cái mẫu DNA của khủng long sau này ấy. Dạ, nhưng mà giờ mình phải đánh cây kiếm này cái đó. Không thôi là một hồi nó sẽ chủ động đánh mình cũng bậy à. Rồi lấy cây kiếm đá luôn. Ừ, hồi nãy phía trên này mình thấy còn vài cái mẫu hóa thạch thì phải. Nè, chính xác. Đó, có thêm biofossil rồi. Nhưng mà không được nhiều cho lắm nha. Mình nghĩ chắc phải cần đi sâu hơn á. Thì may ra mình mới gặp được nhiều cái mẫu hóa thạch tốt hơn. Vậy nên là bây giờ mình cần phải dùng sắt của mình để làm một bộ giáp sắt. Ít ra để phòng thân nè. Và thêm một cái xô nước để có gì dập lửa nếu như mà lỡ té xuống dung nham. Rồi, lấy đồ nghề rồi sau đó đi sâu hơn thôi. Liều một chuyến coi. Vô công trình này thì mình sẽ... Ui, mới xuống là gặp nhện rồi nè. Quá trời nhện luôn. What? Mình quýnh con nhện mà nó rơi ra cái ủng sắt kìa. Nhện VIP vậy. Wow. Được. Ui, nhện còn rơi ra khiên nữa. Quá là tốt luôn. Nhện VIP.
Rồi mình sẽ lượm đồ từ con nhện rơi ra cái đó. Mặc vào liền. Đồ free mà. Trong rương thì sẽ cho mình một cây cúp đá nhưng mà nó xịn hơn. Ê ê ê, bình tĩnh bình tĩnh. Con nhện không kiếp, đi ra chỗ khác. Không có vui đâu. Còn có thêm thức ăn cho mình nữa nè. Ây da. Khởi đầu chỉ có vài con nhện thôi mà nó đã tạo khá là nhiều sức ép cho mình rồi. Căng thiệt chứ. Đập cái lồng spawn lên. Ý, bên đây nó còn đường đi nữa. Oh, công trình này bự vậy. Wow. Ê, 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 các bạn. Oh no, oh no. Nguy hiểm nha. Hình như có tới tới tận 2 công trình ở dưới này lận chứ không phải là 1 công trình đâu. Căng rồi. Ý. Ừ đúng rồi, cho nó bọn chúng đánh nhau đi. Đúng rồi. Ý, ý, ý. Có con xương đội đầu biến hô cơ. Ấy, con xương đó cũng hóa trang trong cái lễ hội Halloween hay sao vậy? Đội đầu biến hô nhìn đúng nguy hiểm luôn. Ê, 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 không được, không được, không được. Mình nghĩ là mình nên cân nhắc khi mà bước vào cái công trình trước mặt á. Mình coi coi có cách nào mình đập được cái lồng spawn nó dễ hơn không. Ừ ừ. Yêu, nó triệu hồi ra những con cá bạc xịn rồi. Cá bạc một sao. Ây vui. Wow, quýnh con cá bạc nó rơi ra mình một quyển sách cường hóa luôn cơ. Tự động nấu. Ồ, cái này mình ép vô cái cúp là hơi bị đã luôn. Wow, một dòng cường hóa tốt nha. Ồ, cái gì? Yêu, zombie đội đầu biến ngô kìa. Trời ơi, quá là căng thẳng luôn á. Chết rồi, mình lọt vô cái động quái vật rồi. Gãy kiếm. Oh no. Không ổn, không ổn. Mình yếu quá. Mới đánh nhau có một xíu thôi mà suýt nữa thì đi mấy lần rồi. Phải đạp cho cái lồng spawner này bằng được mới được. Rồi ok, mình đã đạp thành công cái lồng spawn rồi. Dễ chơi hơn rồi đó. Này. Mình yếu quá, mà trong này nó còn nhiều quá lắm. Đằng kia thì còn có rương nữa cơ. Cho nhóc nhỏ. À. Khó quá. Không ổn rồi, chắc mình phải đi lên thôi. Với cái đà này thì chắc mình sẽ bị úp sọt ở đây tới chết mất. Yêu. Mình sẽ cho cái bọn quái vật ở đây một cái hẹn. Mình sẽ sớm trở lại để phục thù thôi. Bây giờ mình sẽ tìm đường để mình trở lên trên mới được. Ây dô. Wow, tính ra là mình xào quần ở dưới hang hết một đêm luôn á. Ê, gì nữa đây? Creeper màu vàng. Ê, căng vậy, căng vậy. Thôi, né. Ừ. Hay là bây giờ mình tìm một cái nơi nào đó phẳng phẳng tí rồi mình làm một cái ngôi nhà để mình định cư đi nha. Nãy giờ mình cũng thu gom tài nguyên cũng được một mớ rồi. Để mình coi bên đây. Nhìn đất đai các thứ có vẻ tươi tốt nè. Nhưng mà nó không được phẳng cho lắm. Tại vì sau này mình cần một cái khu đất có thể nói là khá là bự. Và hơi phẳng để mình tiện mình xây cái công viên khủng long của mình hơn nữa. Chứ đất gồ ghề quá là hơi khó nha. Ồ, ở đây có ngọc lục bảo. Wow. Lượm luôn, 2 cột luôn. Ồ, 4 cột. Đã vậy. Bỏ túi liền. Còn có bò ở đây nữa. Vậy là mình có thể chăn nuôi về sau luôn. Tính ra khu vực này cũng được đó nha. Không quá tệ. Nên cân nhắc á. Thôi được rồi. Chắc tạm thời mình sẽ dọn một vài cái cây ở đây. Tuy cây nó hơi cao một xíu nhưng mà chắc dọn sẽ mau thôi. Rồi mình sẽ bắt đầu dùng số gỗ đó và xây lên một cái ngôi nhà khởi đầu cho mình. Quyết định vậy đi. Giờ thì bắt tay vào công việc chặt cây trước nè. Không biết cái gỗ này. À, đây là gỗ cây Jacaranda. Cái cây này khá là lạ luôn. Mà không biết
xây có đẹp hay không nè. A few moments later. Mình cũng lấy được một ít gỗ cái cây ở khu vực này rồi. Mình sẽ thử đặt ra coi coi. Nhìn gỗ nó cứ tối tối kiểu gì á. Đổi ra ván thì sao? Cũng được đi. Chắc mình sẽ dùng cái gỗ này để xây nhà luôn á. Tại vì đây là loại gỗ mà mình chặt được khá là nhiều ở cái khu vực này nè. Nhưng mà mình còn hơi thiếu đá ta. Chắc phải đi lấy thêm đá cuội nữa thì mới đủ xây nhà. Đây sẵn tiện đây có cái hang luôn. Xuống lấy đá luôn. Một công đôi chuyện. Không chỉ có đá mà nó còn có hóa thạch nữa. Đã nha. Được cái đống hóa thạch luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Còn hóa thạch khác không? À đây, còn nữa nè. Nhưng mà chắc phải sớm giải quyết cái vấn đề lương thực thôi. Mình gần sạch thức ăn rồi. Đây còn miếng dưa, mấy miếng dưa hấu nè. Ây vui, căng đó nha. Chưa có hồi sinh được khủng long mà chết vì đói là hơi buồn á. Thôi được rồi, mình sẽ tranh thủ xây nhà xong giết giết rồi mình nuôi bò mới được. Chứ không thấy ăn dưa hấu như vậy mãi. Đây là cái nhà khởi đầu của mình á, nên mình cũng xây nó kiểu bé bé xinh xinh thôi, không quá to đâu. Rồi sau này kiểu mình có điều kiện hơn, mình sẽ nâng cấp ngôi nhà mình lên sau ha. Tạm thời là xây một cái căn nhà đủ sống trước cái đã. Mình sẽ thử dùng cái gỗ này để làm cửa coi. Có đẹp không? Nhìn cũng được quá nè. Đặt xuống thử. Lời gỗ này làm cửa nhìn cũng khá là độc lạ nha. Ok, chắc mình sẽ dùng luôn á. Tạm thời thì ngôi nhà của mình nó hơi trống ở phần trên xíu đi ha. Có nơi ngủ qua đêm nó an toàn là quý lắm rồi. Tiếp theo thì chắc mình sẽ làm một cái chuồng bé bé để mình bắt bò thôi. Tí mình còn nhân giống bò lên nữa. Mình sẽ đặt cái chuồng này đâu đó ở sau nhà đi. Mình sẽ cặp vách cái ngôi nhà của mình luôn. Rào qua đây, vòng qua đây. Nghe cũng có vẻ hợp lý á. Mình còn dư một ít gỗ nè. Đây mình sẽ làm cái chuồng nó như vậy. Cặp vô cái cây này luôn. Sau đó thì vòng ngược qua đây. Rồi, vậy là mình đã có được một chiếc chuồng bò bé xinh rồi. Bây giờ thì bắt bò đưa vào trong thôi. Đi vào trong thôi. Một nhóc. Cần hai nhóc là đủ. Đây. Hai nhóc bò. Rồi. Và về sau thì mình chỉ cần cho bò ăn lúa mì để nhân giống lên thôi. Mình có một ít lúa mì từ cái rương trong cái công trình đâu rồi ta. What? Lúa mì mình... Oh no, mình ăn hết. Đó, trước mắt là mình đã giải quyết xong cái vấn đề lương thực cũng như là vấn đề nơi ở của mình rồi. Khá là ổn áp. Bây giờ thì mình có thể tập trung vào công việc chính của mình, đó chính là nghiên cứu về khủng long rồi. Với những cái hóa thạch mà mình đào được á, thì mình sẽ cần có một cái máy được gọi là cái máy phân tích. Công thức của nó thì cần sắt kết hợp với hóa thạch và những cái relic scrap nè. Cái này mình làm được chưa? Chưa, mình chưa làm được nha, mình còn thiếu sắt. Giờ mới làm được nè. Mình sẽ lấy thêm hai cái này. Rồi, và chế tạo thôi. Đó, vậy là mình đã có được một cái máy để mình chuyên để phân tích những cái mẫu hóa thạch rồi. Và khi mình cho những cái hóa thạch vào đây thì mình sẽ có một cái cơ hội nhỏ. Tỷ lệ nó cũng không quá cao đâu. Mình sẽ tạo ra được những cái DNA của khủng long. Wow, xác suất của nó là thấp hơn 1% ấy. Gì mà thấp dữ vậy? Quá là thấp luôn. Rồi mình có 4-5 cái mẫu hóa thạch nè. Không biết là có tạo ra được cái DNA nào hay không đây. Hơi bị hồi hộp á. Rồi luôn rồi. Vậy là hơi căng rồi. Không biết có cách nào để tăng cái tỷ lệ mà mình có được cái DNA hơn không nhờ. Chứ như vậy thì khá là khó đây. Wow. Chẳng lẽ bây giờ mình đào hóa thạch về rồi mình ngắm những cái mô hình hóa thạch này thôi ta. Và mỗi lần mình đặt xuống thì nó sẽ tạo ra một cái mô hình hóa thạch khác nhau á.
Cũng vui, ở nhà nghịch hóa thạch cả ngày cũng được á. Wow, coi có ra được. Mô hình hóa thạch khủng long bạo chúa nè. Đâu mình để mình cho nó bự lên ta. Wow, đây là bộ hóa thạch của khủng long bạo chúa này. Xịn chưa? Mình có thể xoay hướng của nó luôn nha. Wow, mình sẽ giữ cái mô hình hóa thạch này ở trong nhà để làm cái động lực để mình cố gắng đào hóa thạch nhiều hơn và phân tích nó ra. Hy vọng là tìm được cái DNA của loài khủng long này ha. Chứ nãy giờ là mình hết hóa thạch rồi. đào cả buổi mà phân tích ra không được cái gì hết trơn á. Su ghê luôn. Thôi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục công việc là nhân giống bò lên mới được. Tại vì ít bò quá thì không có đủ thịt cho mình ăn để đi đào hóa thạch ấy. Kế bên đây nó có cái hồ nước bé bé nè. Mình sẽ tận dụng và mình làm cái thửa ruộng ở đây luôn. Ôi, nhưng mà hình như có một cái gì, điều gì đó sai sai. Mình không thể đập những cái cọng cỏ để lấy hạt giống lúa mì rồi. Oh my god. What the heck? Mình phải bắt buộc. Oh man. Mình phải đưa vô cái shifter. Kiểu như cái máy sàng hay sao á, để mình sàng ra những cái Dominican Amber này nè. Rồi từ cái này mình mới cho vô cái máy phân tích và tạo ra hộp giống được. Nó có bao nhiêu phần trăm ta? Trời ơi, thấp hơn 1%. Khó khăn thiệt luôn á, ngay cả việc trồng lúa thôi mà đã khó như vậy rồi. Rồi không biết chừng nào mình mới nhân giống được cái đàn bò này đây. Rồi anh rồi. Mà may mắn quá. Gần nhà mình có dân làng. Thường làng sẽ trồng lúa, mình sẽ mượn hộp giống của dân làng. Đúng. Làng có trồng lúa không? Ủa sao cái làng mình không thấy cái ruộng nó hết vậy? What the heck, cái làng này không trồng lúa à? Bác thợ rèn thì sao? Nhưng mà được cái bác thợ rèn trong đây khá là giàu. Hợp lý. Có đồ đạc cho mình nè. Wow, quá trời đồ cho mình luôn. Một cái áo giáp ngọc lục bảo. Cái áo giáp này thì khá là tốt nè. Một cái ủng mới. Ok, nói chung là cũng tuyệt vời. Ngồi trong làng thì còn có những cái người kiểu như làm nghề khảo cổ học giống mình nè. Wow. Nhưng mà thứ mình cần là cái ruộng. Đây, cái ruộng đây rồi. Có lúa mì không? Trời, cà rốt, khoai tây. Lúa mì, à kia, thấy rồi. Mình thấy lúa mì rồi. Yeah. Đây rồi. Cuối cùng thì mình cũng có thể lấy được những cái lúa mì và những cái hộp giống thôi. Đỡ phải mất công đi sàng những cục đất. Quá đã luôn. Wow, ở dưới nó còn có một cái khe nứt nữa cơ. Quá trời khoáng sản luôn chứ. Ok, thôi được. Mình sẽ xuống dưới để lấy một ít sắt về. Giờ mình cũng đang khó khăn á. Nên có là mình sẽ tranh thủ mình lấy về hết. À, ở dưới này nó còn có cả hóa thạch nữa nè. Được vài cái biofossil nữa. Quá tốt luôn. Nhưng mà để tối ưu hơn á thì chắc sắp tới mình sẽ gom nhiều rồi mình sàng một lần. Chứ mình sàng kiểu ít như vậy thì mình nghĩ xác suất nó sẽ thấp hơn á. Oh, what the heck? Cái gì đây? Nhện mẹ chắc nhện con đi chơi à. Trời ơi, mình gặp nhện mẹ dắt nhện con đi chơi đi. Chơi đêm nè. Nhện mẹ hư hỏng. Ui. Chạy. Ban đêm trong đây cũng khá là đáng sợ nha. Về nhà ngủ giấc thôi. Mà bên đây có cái chỗ của nhà khảo cổ học nữa. À, còn có cái shipster nữa. Cái này mình chưa có nè. Rồi có cái bàn làm việc của nhà khảo cổ học luôn. Anh bạn à. Mình
mình trao đổi một xíu đi. Giờ tôi có cái gì để trao đổi với anh không ta? À tôi có xương, đúng rồi. Tôi sẽ mua đồ để ủng hộ anh nha. Rồi ok nhá. Chúng ta trao đổi chứ không có gọi là... Trời cái gì? Ê. What the heck? Mình bị Ripper chặn đường. Oh no. Thôi xong rồi, xác định rồi. Chạy. Ui dồi. Ripper chặn trước cửa à. Nguy hiểm thiệt sự. Còn bị con xương này chặn đường nữa. Đi ra chỗ khác. Con xương này. Ây da, nó trâu thế. Thôi, đi về ngủ thôi. Trời ơi, mình chạy hết nổi rồi, mình quá đói để có thể chạy rồi. Đường về nhà nó còn không quá xa đâu, cố lên. Ê, ngoài này nó còn ít con bò nè. Mình tranh thủ, mình còn một chút sức lực, mình sẽ săn bò để buổi sáng mình còn có thức ăn mà ăn nữa. Ui, nhưng mà cái vũ khí từ cái bác thợ rèn đưa cho mình á, rất là mạnh nha. Wow, mình có cái để phòng thân rồi. Quá dữ luôn. Ui, về nhà sao còn nghe tiếng con xương nó bắn vậy? Ý. Trời, nó bắn sượt đầu mình. À, con này. Con này láo thiệt. Này thì ám sát người ta hả? Ây da. Chẳng thì có chứ. Wow, nó bắn xuyệt đầu mình luôn cơ. Thôi, mình sẽ nung thịt bò ăn sáng thôi. Nguy hiểm quá. Và như vậy, trong ngày đầu tiên trở thành nhà khảo cổ học, khủng long của mình thì khá là bất ổn luôn. Vừa bị ăn hành ở dưới công trình nè, rồi lên trên đất liền thì cũng bị ám sát vài lần. Nhưng mà may quá, mình vẫn có thể sống sót tới tận bây giờ. Nhưng mà sắp tới thì mình cần phải tìm thật là nhiều những cái hóa thạch và cho vô cái máy phân tích này. Chứ không thì cái xác suất mà mình có được những cái DNA nó sẽ thấp lắm. Không biết là khi nào mình mới có được những cái DNA đầu tiên đây. Mình nhìn cái tỷ lệ là mình cũng thấy hơi toan đấy. Nhưng mà không sao, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì cái hành trình có được một cái công viên khủng long dành riêng cho mình. Thế nên là mình sẽ cố gắng hơn trong thời gian sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.